Good afternoon everyone, welcome back to my YouTube channel. Hey, chào các bạn. Các bạn đã bao giờ cảm thấy phân vân giữa những từ như là fun, funny, light, slide? Có khá là nhiều bạn học sinh của mình thì trả lời rất tự tin là các bạn không hề cảm thấy phân vân gì cả, tại vì cứ thấy khó là các bạn không dùng. Không, chúng ta không nên như vậy. Với lại những cặp từ kiểu như vừa rồi thì nó cũng không khó để phân biệt đến mức mà chúng ta phải trốn tránh nó. Vậy thì ngay ở trong video này mình sẽ cho các bạn một vài cặp từ dễ nhầm lẫn ở trong tiếng Anh để các bạn tham khảo nhé. Nếu các bạn lần đầu xem video của mình thì hãy giúp mình bấm đăng ký kênh để chúng ta có thể luyện tập tiếng Anh cùng nhau hàng tuần. And now, are you ready? Let's go! Ok, và vấn đề luôn với cặp từ đầu tiên đó chính là fun và funny. Thì cái từ fun này nó cũng có dạng danh từ, tuy nhiên ở đây mình đang so sánh hai tính từ fun và funny nhé. Theo mình nghĩ thì cả hai từ này đều có chữ fun, vậy nên các bạn có thể nghĩ là hai từ này nghĩa giống nhau và đôi khi dùng nhầm lẫn chúng. Tuy nhiên nghĩa của chúng thì khác nhau và cũng thường được dùng trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Để mình phân tích nhá, từ fun thì có nghĩa là thú vị, vui vẻ hoặc là có một khoảng thời gian khá là tuyệt vời. Nó khá là giống nghĩa với từ interesting hoặc là enjoyable. Chúng ta lấy ví dụ như là nếu tối hôm qua các bạn có một khoảng thời gian khá là vui và bổ ích, rồi thì học được những điều rất là hay, thì các bạn có thể đơn giản nói là it was really fun last night. Hoặc là các bạn có một vài điều thú vị, interesting things để làm, thì các bạn có thể nói là I have a lot of fun things to do. Rồi thì nếu các bạn chuẩn bị có một chuyến đi chơi và bạn nghĩ chắc chắn là chuyến đi chơi đó sẽ trở nên rất là thú vị, thì vui vẻ, thì các bạn có thể nói là the trip is gonna be fun. Alright, còn với từ funny thì nó thường có nghĩa là hài hước hoặc là buồn cười. Các bạn chú ý nhá, là ai đó hoặc cái gì đó làm cho bạn buồn cười thì thường thường chúng ta mới dùng từ funny. Mình thể lấy ví dụ, do you know any funny movies? Bạn có biết bộ phim nào hài hước buồn cười không? Nếu trong trường hợp này mà mình dùng là do you know any fun movies thì nó có nghĩa rộng hơn rất là nhiều, vì ở lúc này thì mình lại đang có ý là tìm những bộ phim thú vị, cũng có thể là những bộ phim buồn cười hài hước, nhưng mà chung chung lại là nó phải thú vị. Với từ funny, thêm một ví dụ nữa là khi bạn đang nói một cái gì đấy khá là nghiêm túc và mọi người thì cứ cười, thì bạn có thể nói là it's not funny, don't laugh. Đấy, về cơ bản thì hai cái từ này nó khác nhau như vậy. Vậy nên mình mong là các bạn sẽ hiểu được và có thể tránh được những trường hợp ví dụ như là khi bạn thích bóng đá và bạn cảm thấy nó rất thú vị và vui mà bạn lại nói là playing football is funny, thì bạn rất dễ gây cho người khác hiểu nhầm là bạn đang nói là đá bóng thì rất là buồn cười. Nghe nó rất mất tự nhiên đúng không? Và trong trường hợp này bạn nên dùng là playing football is really fun. Tiếp theo, cặp từ thứ hai này thì dễ hơn rất là nhiều. Chúng chỉ đôi khi gây nhầm lẫn vì chúng viết quá là giống nhau. Đó là từ wipe và swipe. Đầu tiên là từ wipe, nó có nghĩa là lau chùi một cái gì đấy. Ví dụ như mình lau camera của mình, I'm wiping my camera. Hoặc là I'm wiping the book to clean it. Cụ thể lấy ví dụ là khi bạn nhìn thấy một em bé đang lau chùi mũi bằng tay chẳng hạn, thì bạn thấy bẩn quá thì bạn nói là don't wipe your nose on your hand. Nhớ nhá, wipe là lau chùi. Còn từ thứ hai là từ swipe. Swipe nghĩa là quẹt, quẹt ngang, quẹt dọc cái gì đấy. Ví dụ như bạn quẹt thẻ thanh toán chẳng hạn, chúng ta nói là swipe your credit card. Hoặc dễ hơn chúng ta dùng hàng ngày đó chính là swipe up and down on your phone, swipe. Lưu ý cho mình các bạn nhé, wipe là lau chùi, còn swipe là quẹt, quẹt, quẹt. Cặp từ thứ ba tương tự, viết khá là giống nhau, đó chính là light và slide. Đầu tiên là về tính từ light, thì từ light này danh từ nó còn nghĩa là ánh sáng hoặc là đèn đóm gì đấy. Tuy nhiên ở trong trường hợp này mình đang dùng nó là tính từ. Tính từ light nghĩa là nhẹ, nặng hay nhẹ đấy, heavy and light. Mình thể lấy ví dụ, look at this bag, it's quite light. Trong cái túi này này nó rất là nhẹ. Tính từ light này thì có trạng từ là lightly, cũng có nghĩa là nhẹ, bạn làm một cái gì đấy nhẹ nhàng. Ví dụ như là I'm touching my shoulder lightly, rất là nhẹ đúng không? I'm touching my shoulder lightly. Còn về tính từ slight thì nó có nghĩa là nhỏ. Ở đây là chúng ta đang nói về kích thước, không nói về cân nặng nhé. To và nhỏ, slight, nó gần giống nghĩa với từ small vậy. Ví dụ như là bạn có một sự tiến bộ ở cải thiện rất là nhỏ, thì thay cho việc nói là small improvement thì bạn có thể nói là slight improvement. Khá là dễ đúng không các bạn? Thì từ slight này nó cũng có cái trạng từ của nó là từ slightly, là nghĩa là nhỏ hoặc là một ít. Nó gần giống với từ a bit hoặc là a little vậy. Mình có thể lấy ví dụ như là cô ấy thì cao hơn một chút thôi so với chị của cô ấy, thì thay cho việc nói là she's a bit taller than her sister thì mình có thể nói là she's slightly taller than her sister. Hoặc là khi bạn muốn miêu tả là con đường hôm nay hơi ẩm ướt, thì ngoài việc các bạn nói là a little wet
thì các bạn có thể nói là slightly wet. Đấy, khi các bạn biết nghĩa chính xác của một từ rồi thì hãy cứ tự tin dùng nó mỗi khi bạn có cơ hội ở trong tiếng Anh để cho tiếng Anh của chúng ta trở nên phong phú và tự nhiên hơn rất là nhiều. Và cặp từ cuối cùng mình muốn các bạn phân biệt để không dùng nhầm đó chính là từ famous và từ popular. Các bạn để ý này, famous nghĩa là phổ biến và được rất nhiều người biết đến. Không quan tâm là người ta có thích hay là không thích, mà chỉ cần là phổ biến và nhiều người biết đến thì có thể nói là famous được rồi. Tuy nhiên cái từ popular thì lại có nghĩa là được yêu thích. Bạn không cần phải được quá nhiều người yêu thích, chỉ cần được một nhóm người yêu thích là các bạn có thể dùng từ popular rồi. Còn được rất rất nhiều người yêu thích thì lại càng popular. Các bạn chú ý nhá, famous chỉ cần là được nhiều người biết đến là ok rồi, còn popular thì nhất định là phải được yêu thích nhá. Lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu này, ví dụ như là Tổng thống Mỹ Donald J. Trump. Thì Tổng thống Trump thì rất là nổi tiếng trên thế giới, gần như ai cũng biết đến ông ấy, ông là một trong người quyền lực nhất đúng không? Thế nên là ông ấy rất là famous. Tuy nhiên thì hình như là rất nhiều người không thích ông ấy, thậm chí là còn ghét. Vậy thì ông ấy không popular chút nào cả. Chúng ta có thể miêu tả trường hợp này bằng một câu như sau: President Trump is famous, but he is not popular. Cái từ popular này thì nhiều khi còn bị dùng nhầm với cái từ common, nghĩa là phổ biến. Thực chất ở đây là khi có một cái gì đó hoặc một ai đó là đã được popular, tức là được yêu thích rồi, thì rất dễ để trở nên phổ biến. Tuy nhiên nếu nó chỉ phổ biến thôi mà không chắc là được rất nhiều người yêu thích thì chúng ta chỉ được dùng từ common thôi, chúng ta không thể dùng từ popular lẫn lộn như vậy được. Và cái từ popular này khi các bạn dùng chuẩn nó rất là hay luôn. Mình có thể cho bạn thêm một ví dụ. Có một cô giáo chẳng hạn, cô ấy rất là được yêu thích ở trong phạm vi trường mà cô ấy dạy. Cô ấy cũng không nổi tiếng để tất cả mọi người đều phải biết, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta có thể dùng từ popular rất là hay, đó chính là she is really popular in this school. Hoặc là nếu cô ấy là giáo viên được yêu thích nhất ở trường này thì chúng ta có thể nói là she is the most popular teacher in this school. Ok, hy vọng là với video ngắn này thì các bạn đã hiểu rõ hơn nghĩa của một số từ ở trong tiếng Anh nhé. Và ít nhất là sau bài học hôm nay thì những cặp từ này sẽ không còn khó khăn gì với các bạn nữa, và các bạn có thể dùng chúng một cách chính xác ở trong giao tiếp hàng ngày nhé. Fun, funny, wipe, swipe, light, slide, và cuối cùng là famous and popular. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này của mình. Các bạn hãy giữ thói quen kiên trì mỗi ngày học một chút chút thôi, thì thành quả sau này các bạn nhận được mình tin là nó rất là to lớn đấy. Ngoài ra hãy bấm đăng ký kênh để mình có thể giúp các bạn học tiếng Anh một cách dễ dàng hơn vào mỗi 8 giờ tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần nhé. Thank you everyone so much for watching my video. Until the next time, take care and bye bye.